Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh. Video này xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ nguồn thủy lực 12V 2 chiều. Cây ben này là hành trình 30 cm. Cây ben này là cây ben 5 tấn, có đường kính là phi 63, có loại cả phi 50, này nó là cây ben 3 tấn. Công suất động cơ là 800W. Thì đối với các khách hàng thì thường thường mình sẽ đấu sẵn về, là các bạn chỉ việc đấu một chân nguồn dương vào đây đây và một chân nguồn âm vào đây đấy nhá. Các khách hàng lưu ý là hai cái này thì mình đấu sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bấm thử cho các bạn. Cái này thì mình chưa có đổ dầu đâu, cho nên là các bạn lưu ý về nhà sẽ phải đổ dầu vào mới chạy được. Đây. Đây khi bấm thì bấm đèn phải nó lên thì là bên chiều lên, hoặc cái này do mình đảo thôi. Đấy. Đây là mình đã đấu sẵn với khách rồi. Bộ nguồn thủy lực này thì có nhiều loại, cái loại là loại 12V 800W, nó có loại 12V 1600W và loại 12V 2000 watt nữa. Đấy, cái là dây dầu thì có loại dài 1m và dài 2m. Khách hàng cần loại nào thì yêu cầu. Rất là gọn nhẹ như này thôi. Điều khiển bằng công tắc thủy lực, bằng công tắc điện, cho nên là nó dây dầu nó rất là gọn.